Đây, đây cái sổ mình đây cho quý anh chị, nó hơi mờ tí nha. Địa chỉ là thị trấn Phước Hải này, huyện Đức Đạo, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại là em tra số tờ số thửa hết rồi nha quý anh chị. Tại vì em hay bị khách lòn cò nên là em tra hết lại nha. Quý anh chị nào mà thích căn nhà này thì liên hệ em dắt xem nhà nha quý anh chị. Địa chỉ là thị trấn Phước Hải, huyện Long Điền, ở thị trấn Phước Hải, huyện Đức Đạo, Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Tổng diện tích là 79,9 m² nè, hình thức sử dụng đen, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị nha. Full thổ cư luôn nha quý anh chị. Đó, đây. Đây là đất của mình nè. Đó, mặt tiền đường mặt biển là được 9 m nha quý anh chị, sâu vô là cũng 9 m luôn nha. Sâu vô là 9 m 24 luôn nha quý anh chị. Đó, mặt tiền mình là ngang 9 m này, sâu vô 9 m 24 nha. Đó, full thổ cư luôn rồi. Quý anh chị nào mà thích căn nhà mặt tiền biển thì liên hệ cho em nha. Đó, 0906779152. Rồi, hẹn quý anh chị ở video tiếp theo, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.